lòng ân chư Phật chúc phần báo ân. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ tràng cùng chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể thiền đường hội chúng, hôm nay chúng ta có duyên để được gặp nhau tại đạo tràng chùa Long Hương, để chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ cái bản kinh Lăng Nghiêm. Thì trong mấy kỳ trước chúng ta đã đi được 4 đoạn. Ba đoạn đầu của bản kinh Lăng Nghiêm. Hôm nay chúng ta sẽ học cái đoạn thứ 4, là cái đoạn của Ngài Văn Thù thỉnh Phật phát minh hai nghĩa. Tức là chúng ta đã thấy từ đầu á, nếu có ai theo dõi bản kinh này, thì từ đầu là Đức Phật vạn hội 7 chỗ tâm của Ngài A Nan. Thì Ngài A Nan trả lời đều không được đúng, rồi lần lần Đức Phật chỉ cho Ngài A Nan cái tánh thấy của mình. Thì trong cái phần, trong cái đoạn trước á, là Đức Phật hỏi thì A Nan trả lời cho Đức Phật biết là cái gì, tức là trong không gian, trong vũ trụ này, thì A Nan không tìm chỗ nào không phải là cái thấy của mình. Tức là cái trình độ Ngài A Nan tới lúc này đã được tăng một bậc tương đối khá, vì Ngài A Nan thấy rằng ở hư không, khắp ở hư không này, chỗ nào mà mình có thể thấy được thì chỗ đó là cái thấy của chính mình. Tất cả những cái vật nào trước mắt mà chúng ta thấy được thì chỗ đó là cái thấy chúng ta có mặt. Thì cái mà đang bị chúng ta thấy, cái đó không phải là tánh thấy của mình.
Nhưng mà nếu không có thánh thấy là của mình ở đó thì mình không thấy được vật đó. Chúng ta phải hiểu điều này, phải không? Bây giờ tất cả những cái chúng ta thấy trước mắt của mình thì cái đó rõ ràng là không phải là cái tánh thấy rồi. Nhưng nếu mà tánh thấy mình không có mặt ở đó thì nó không biết được vật đó. Cho nên chỗ nào mà A Nan biết tới, chỗ nào mà A Nan thấy tới thì chỗ đó A Nan khẳng định rằng đó là tánh thấy của mình. Thì điều này được Đức Phật chấp nhận. Điều này Đức Phật chấp nhận, Đức Phật khen đúng thế, đúng thế. Vì là đó là cái đoạn mà kế cận chúng ta mới vừa học hôm kỳ trước. Thì kỳ này thì không phải là Ngài Văn Thù Sư Lợi không biết cái sự thật này, nhưng mà Ngài Văn Thù Sư Lợi thương cho đại chúng. Chúng ta thấy trong các kinh điển Đại Thừa thì thường hay nói tới Ngài Văn Thù. Khởi đầu tất cả kinh điển Đại Thừa đều có liên quan tới Ngài Văn Thù hết á. Chúng ta đã để ý điều này. Như kinh Pháp Hoa thì quý vị thấy ngay từ đầu thì Ngài Văn Thù Sư Lợi đã xuất hiện. Kinh Hoa Nghiêm cũng vậy, Ngài Văn Thù Sư Lợi xuất hiện để khuyến khích thiện tài đồng tử đi tầm sư học đạo. Và kinh này sâu cho tới đoạn trong, tới giờ phút này, tức là khi mà Ngài A Nan đã khẳng định cái gì về tánh thấy của chính mình, tức là khẳng định cái hiểu, cái biết, cái nhận định của mình về cái tánh thấy riêng của tất cả chúng sanh, thì khi đó Ngài Văn Thù mới xuất hiện. Chứ hồi mà còn linh sinh hiểu biết lộn xộn là Ngài Văn Thù chưa xuất hiện. Đây là cái mà chúng ta phải biết. Tức là khi con người chúng ta có một cái chút lắng động nào đó để mình có thể tiếp nhận được cái sự thật của chính mình rồi, thì cái căn bản trí bắt đầu được rõ ràng hơn với chính mình. Chứ không phải là cái căn bản trí là không có. Ngài Văn Thù Sư Lợi được gọi là, được xem như là căn bản trí của chúng ta, là bản giác của mình, là bản giác của mình. Và chính cái kinh Lăng Nghiêm này là cái khởi động, Ngài Văn Thù bắt đầu xuất hiện ở đây. Tức là một hành giả khi bắt đầu mà công phu tu tập và có một nhận định giống như Ngài A Nan, trong tất cả những cái thấy nghe hay biết của mình, nơi đó đều có tự tánh. Thì khi ấy Ngài Văn Thù mới bắt đầu lộ diện. Chúng ta nên hiểu một chút về cái ngầm ý của kinh điển Đại Thừa. Thì phẩm này Ngài Văn Thù Sư Lợi mới bắt đầu xuất hiện nha. Chúng ta thấy đầu kinh Lăng Nghiêm thì là Đức Phật đưa Ngài Văn Thù một cái loại đại thần chú để cứu Ngài A Nan ra thoát khỏi cái nạn ma đăng già, phải không? Thì là một cái sự xuất hiện, nhưng mà Ngài Văn Thù Sư Lợi không nói câu nào. Nhưng mà tới giờ phút này là bắt đầu có ngôn ngữ của Ngài Văn Thù Sư Lợi. Khi ấy trong đại chúng, những vị chưa chứng quả vô học nghe Phật nói lời này đều mờ mịt chẳng biết nghĩa ấy trước sau như thế nào, nên đều lo sợ mất chỗ bình thường của mình. Tức là lúc này, tại vì từ trước đến giờ là tất cả chúng sanh đều nghĩ rằng mắt mình thấy thì cái đó là chính mình, chứ không bao giờ nghĩ rằng cái chỗ mình đang thấy đó, chỗ đó có mình. Không ai có cái nghĩ đó hết. Bây giờ Ngài A Nan nói là khắp cái cõi hư không này chỗ nào cũng là tánh thấy hết, thì khiến cho đại chúng bắt đầu hoang mang. Và nếu chúng ta mà chưa có học, chưa có hiểu đàng hoàng thì chắc chắn là đến chỗ này chúng ta cũng phải hoang mang. Thì Phật nói lời để an ủi Đức Như Lai biết đại chúng lo sợ nên sinh lòng thương xót, liền an ủi ông A Nan và cả đại chúng rằng: Này các thiện nam tử, đấng vô thượng Pháp Vương nói lời chân thật như tính chân như mà nói, đều chẳng phải hư dối, chẳng phải như bọn ông Mạc và Lê dùng bốn thứ luận nghị kiểu loạn bất tử. Ông nên chín chắn suy nghĩ cho phụ lòng thương mến của tôi. Đức Phật đã thấy đại chúng hoang mang thì Đức Phật mới nói một câu là: Đấng Như Lai vô thượng nói lời chân thật như tính. Tức là đối với Đức Phật á, thì trong 32 tướng tốt, Đức Phật có một cái tướng gì? Tướng lưỡi rộng dài. Đức Phật mà le lưỡi ra liếm một cái là đụng tới mí tóc của mình như thế này. Điều đó để chứng minh rằng đã trải qua nhiều ngàn đời kiếp, Đức Phật chưa bao giờ nói nửa lời hư vọng, tức là không có lời nào nói dối cả. Do đây cho nên ở đây Đức Phật mới khẳng định với chúng sanh, khẳng định với Pháp hội là Đấng Như Lai
là cái người nói như tính, tức là nói như thật để gây tính tâm cho người khác, không có nửa lời hơi gió nào, không phải như cái bọn ngoại đạo nói để gây bấn loạn đại chúng, mà ý Đức Phật muốn nói để chỉ ra cái sự thật cho đại chúng nghe. Cho nên đại chúng nên lắng tâm để mà nghe, đừng có hoang mang. Mặc dù chưa hiểu nhưng mà đây cũng là cái sự thật chân lý mà Đức Phật muốn hiển bày, chứ Đức Phật không phải muốn gây nhiễu loạn. Cho nên đại chúng nên bình tĩnh. Thì Ngài Văn Thù Sư Lợi thỉnh Phật phát minh. Khi ấy Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử thương xót bốn chúng ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ cho chân Đức Phật, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đại chúng đây không nhận được chỗ Đức Như Lai phát minh hai nghĩa phải và chẳng phải, nơi hai thứ cái thấy và sắc không. Bạch Thức Thế Tôn, hiện tượng sắc không vân vân nơi tiền cảnh, nếu là cái thấy thì đáng lẽ có chỗ chỉ ra được, nếu chẳng phải là cái thấy thì đáng lẽ không thể thấy. Mà nay chẳng biết nghĩa này về đâu nên mới lo sợ, chứ chẳng phải vì trước đây căn tánh mỏng ít. Cuối mong Đức Như Lai mở lòng đại từ bi chỉ rõ các vật hiện tượng này và cái thấy nguyên là vật gì mà ở trong ấy không có cái phải và chẳng phải. Thì đây Ngài Văn Thù Sư Lợi cũng thương xót đại chúng mà đứng ra đại diện đại chúng thưa với Đức Phật. Nó có hai nghĩa, cái thấy là cái gì? Bây giờ làm sao Đức Phật minh định lại một lần nữa cho chúng con thấy. Cái thấy đó nó không phải là phải, không phải là chẳng phải. Cái thấy nó cũng không phải là vật mà cũng không phải không là vật. Nếu nó là vật thì cái vật đó thấy mà không phải mình thấy. Mà nếu cái thấy mình không ở vật thì mình không thể thấy được vật. Thì vậy như là cái thấy mình nó là cái gì? Nó là cái gì? Xin Đức Phật chỉ rõ lại dùm một cái nó đi. Chứ hồi nãy anh đang nói con đại chúng nghe và chính Đức Phật cũng xác định rằng ở khắp hư không này không có chỗ nào thì không phải là cái thấy của mình. Ở khắp hư không này không có chỗ nào không phải là cái biết của mình. Như vậy là chỗ nào mình biết đến, chỗ nào mình thấy đến thì chỗ đó chính là cái thấy biết của chúng ta. Nhưng mà cái đó nó không phải là cái cột, cái đó nó không phải là bồ chậu hoa, cái đó nó không phải là cái bàn, và cái đó nó cũng không phải là hư không. Nhưng cái cột, cái bàn, chậu hoa, tất cả mọi cái đều là cái thấy của chính mình. Thì đó là cái điều mà khiến cho người ta rất là hoang mang. Bây giờ rời cái này thì chúng ta không phát minh được cái thấy của chính mình. Nếu là một khoảng không mênh mông không có cái gì thì chúng ta không có thấy cái gì, phải không? Và nếu mà bây giờ mình nói là mình nếu không có thấy cái gì thì cái đó không phải là cái thấy cũng không đúng. Và thấy tất cả mọi cái mà nói cái đó cũng không phải là cái thấy cũng sai lầm. Mà nói rằng tất cả những cái đó là cái thấy mình thì hoàn toàn sai lầm nữa. Cho nên ở đây Đức Phật vừa nói là cái đó nó không phải, nhưng mà không phải không phải. Tức là nó vừa, nếu nói vậy thì chúng ta nói là nó vừa phải mà nó vừa không phải. Nó vừa phải, nhưng mà không phải là vừa phải mà vừa không phải. Có mỗi cái nó không phải là có, nó cũng không phải là không. Nó cũng không phải là hình tướng, nó cũng không phải là hư không. Mà nó ở nơi hình tướng đó và ở ngay nơi hư không đó. Cái đó nó không lìa hình tướng, nó cũng không lìa hư không này. Nhưng nó không phải là hình tướng và cũng không phải hư không. Lý do? Lý do này thì Phật sẽ nói sao, phải không? Lý do này thì Phật sẽ nói sao? Đó thì đó, để chúng ta gợi ý rằng cái lý luận đoạn trước thì Đức Phật đã nói tới điều này mà khiến cho đại chúng hoang mang. Thì bây giờ Đức Phật bắt đầu chỉ cái thấy. Chính chỉ cái thấy không có cái phải và chẳng phải. Hỏi chúng kiến tướng và nguyên là Bồ Đề. Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi và cả đại chúng mười phương Như Lai và Đại Bồ Tát, khi tự trụ trong chính định kia, cái thấy và cảnh bị thấy cùng với các tướng tưởng đều như hoa đốm giữa hư không vốn không thật có. Cái thấy và cảnh bị thấy này nguyên là thể giác ngộ nhiệm màu thanh tịnh sáng suốt, cớ sao trong ấy lại có cái nghĩa phải và chẳng phải. Đức Phật đã nói rất thẳng về cái chuyện này. Đại chúng chúng ta nên lắng nghe nha. Cái đoạn này là bắt đầu Đức Phật đã khẳng định rằng cái hay biết, tức là cái thấy của Như Lai, cái thấy bất sanh bất diệt này như thế nào. Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi và cả đại chúng rằng mười phương Như Lai và chư Đại Bồ Tát, tức là những người đã giác ngộ thực sự, thì khi trụ ở trong chánh định kia, cái thấy và cảnh bị thấy
cùng với các tướng tưởng đều như hoa đốm giữa hư không, không có thật. Cái thấy và cảnh bị thấy này nguyên là thể giác ngộ nhiệm màu thanh tịnh sáng suốt, cớ sao trong ấy lại có cái nghĩa phải và chẳng phải? Chúng ta nghe chúng ta hiểu không? Đức Phật nói là cái lúc mà khi chư Phật trụ trong định, chánh định, hoặc là chư Đại Bồ Tát mà trụ trong chánh định á, thì cái đang thấy và cái vật bị thấy đó đó, và tất cả những cảnh duyên, tất cả những cảnh duyên thì đều như hư đốm giữa hư không, không thật có. Ví dụ như bây giờ chính chỗ này, đây là một cái chỗ mà từ lâu cả mọi người mà có tu thiền á thì cho rằng họ ngộ đạo trong cảnh giới này. Quý vị nghe, quý vị sẽ biết họ, quý vị sẽ nghe một cái lý luận mà rất là quen của mình từ trước đến giờ. Tức là bây giờ mình thấy sự vật và cái vật bị mình thấy, trong lúc mình nghe mà mình không khởi niệm thì đó là tánh của mình, đúng không? Trong lúc mình thấy mọi duyên cảnh mà mình không khởi niệm, đó là tánh của mình. Đó là lối lý luận của thiền của một đoạn vừa qua. Chắc là chúng ta đã nghe cái đoạn này nhiều lắm rồi. Nhưng nếu mà cái tánh thấy chúng ta là chỗ đó, nếu tánh nghe chúng ta ngang chừng đó, thì chúng ta muôn đời còn lầm lẫn, chứ không phải là đời này đâu. Do đó mà có rất là nhiều người trong một cái đoạn vừa qua chúng ta nhận tánh lầm, nghĩ rằng đó là tánh. Cho nên ở đây Đức Phật nói là cái thấy và cảnh bị thấy cùng với tất cả những cái tướng tưởng đều như hoa đốm trong hư không. Ngay cả cái đang thấy của chúng ta và cảnh bị thấy này đều là cái tướng tưởng như là hoa đốm ở trong hư không, không khác. Lý do đơn giản là chúng ta chưa thoát khỏi căn trần để chúng ta thấy. Tức là còn một cái sự vật thông qua căn để chúng ta mới có thể thấy được hình sắc. Còn một âm thanh thông qua nhĩ căn chúng ta mới nghe được âm thanh. Chứ chúng ta chưa bao giờ có một cái lần không sử dụng mắt mà chúng ta rõ biết được hình sắc. Chưa có một lần chúng ta không sử dụng nhĩ căn lỗ tai của chúng ta mà chúng ta nghe được âm thanh. Thì như vậy là cái thấy nghe chúng ta vẫn còn trong căn thân. Mà thấy biết còn trong căn thân tức là cái thấy biết của chúng sanh. Dù rằng cái thấy đó là lặng lẽ, là thường tri, mà chỗ này ở trong bản kinh Tứ Niệm Xứ chúng ta có một lần nói qua. Cái thức có nghĩa là cái tri, tức là một cái sự hay biết mà chưa động niệm, chứ chỗ đó chưa phải là trí. Thì rất là nhiều người sẽ đặt vấn đề lại cho chúng tôi rằng, như vậy thì cái trí là cái gì? Vậy là cái trí là gì? Muốn biết cái trí là cái gì thì chết thân căn ngũ uẩn một lần thì mới có thể tương thông được, mới có thể thông cảm được. Thành ra khi mà muốn biết được cái chỗ thật của vạn pháp thì không còn cái riêng mình. Tại vì khi mà chúng ta thấy thì còn có mình và vật bị chúng ta thấy. Khi chúng ta nghe vẫn còn âm thanh và mình nghe, tức là còn mình và còn vật, còn ngã và còn pháp, thì chắc chắn là chúng ta không bao giờ giải quyết được, dù rằng cái ngã nó đang lặng lẽ không khởi niệm, đúng không? Nhưng vẫn là còn có mình khác với cái vật mình đang nhận biết. Chúng ta nên hiểu rõ điều này một tí. Mặc dù chúng ta nhận biết là chúng ta không khởi niệm, bây giờ nhìn tất cả cái quang quang này chúng ta thấy hết màu vàng, màu đỏ, màu xanh, tất cả mọi cái chúng ta thấy một lượt không sót cái nào và chưa hề có một cái động niệm nào xảy ra, thì người ta đã cho rằng mình ngộ tánh và ngộ hàng loạt trong khoảng mấy chục năm vừa qua của một cái dòng thiền mà chúng ta đã từng quen biết. Ngộ rất là nhiều và chúng tôi gặp rất là nhiều người ngộ tánh theo cái kiểu này. Cho nên rồi vẫn đâu còn nguyên đó, không có giải quyết được chuyện gì cho chính mình cả. Thì làm sao phải một lần chúng ta thấy mà cái lần đó không còn mình và đối tượng? Chứ bây giờ còn vật để chúng ta thấy, còn cái để chúng ta có thể biết, còn cái biết của tánh là không cần đối tượng.
biết của khánh tánh là không cần đối tượng. Hai cái này nó khác nha. Bây giờ mình thử nghiệm lại coi mình có thấy cái gì mà không phải là đối tượng của mình không? Mình có nghe cái gì không phải là đối tượng của mình chưa? Chưa từng có, đúng không? Thì vậy là nên biết rằng mình chưa ngộ tánh giùm tôi đi để cho còn có một cái chỗ để chúng ta tiến đạo. Thì điều này chúng tôi rất là, phải nói là rất là băn khoăn, tại vì thực sự những người, phải dùng từ là những người đồng tu, những đồng tu với chúng tôi rất là đông, đều thấy như thế này là mình ngộ đạo rồi. Và cũng gầm ca, làm kệ, rồi cũng nhiều chuyện xảy ra lắm. Khiến cho thiên hạ cũng bị khu biệt cái thấy của người ta lại. Vì những vị này là những người có uy tín. Khiến cho những người học đạo về sau này cứ thấy như vậy là coi như ngộ tánh. Và hàng loạt những người ngộ tánh tới chừng này hết luôn. Trong thời gian vừa qua chúng tôi gặp rất là đông. Và nếu đạo lý ở chừng đó thì không có giải quyết được sanh tử. Dám cam đoan là không cách nào giải quyết được sanh tử. Nếu còn vẫn thấy không khởi niệm, vẫn nghe không khởi niệm, ngang đó cho rằng mình ngộ tánh thì chưa tới đâu hết. Chỉ là cái thức, cái biết trên căn và trần. Mà còn biết trên căn trần tức là còn sử dụng nguyên cái thân ngũ uẩn này. Còn sử dụng nguyên cái thân ngũ uẩn này tức là còn nguyên trong sanh tử, chưa thoát ra được. Cho nên bây giờ những khi nào mà chúng ta nên gặp những người mà có cái lý luận này thì chúng ta cứ hỏi thử một câu đi. Thưa Ngài, Ngài làm ơn Ngài nói cho con một cái câu nào mà nó vượt ngoài cái đối tượng để thấy biết. Tức là cái mà mình đang thấy nó nói như thế nào để nó không thành đối tượng với Ngài giùm. Cái mà Ngài đang nghe nó như thế nào không phải là đối tượng của mình. Để Ngài không có còn và Pháp không còn. Thì khi đó mình có thể quỳ gối xuống và đảnh lễ ba lại được. Chứ còn thấy mà không khởi niệm, nghe mà không khởi niệm mà là ngộ tánh thì rất là uổng cho cuộc đời của mình. Mà nhiều người chấp nhận mình như vậy đã ngộ tánh rồi, không còn nghe ai hết. Vì vậy là đạo lý chúng ta sẽ không tiến bộ được nữa. Rất là nhiều người chôn chân ở chỗ này. Cho nên ở đây Đức Phật đã khẳng định cái thấy cùng với cái cảnh đang bị mình thấy và các cái tướng tưởng ở nơi tâm xảy ra, nơi tâm của chúng ta mà chúng ta thấy được những tướng tưởng đó nữa, thì tất cả những cái đó đều là hư đốm, không thật có. Một ảo giác từ thân căn rồi, bây giờ tới cái ảo giác ngoại cảnh. Tức là cả thân căn và ngoại cảnh của chúng ta nó chỉ là ảo giác mà thôi. Tức là không có thật. Nếu nhìn ở một cái mặt nào đó là nó không thật. Cho nên đòi hỏi cái hành giả tu tập, chúng ta phải thực sự thoát khỏi thân căn của mình một lần trong đời này thì chúng ta mới có thể thông cảm được như thế nào là tánh thấy mà Đức Phật muốn nói. Chứ còn không là chúng ta sẽ bị chết lại ở cái đoạn thấy mà thấy hằng hữu, nghe hằng hữu mà không khởi niệm. Nhưng mà vẫn là cái thấy của mắt, vẫn là cái nghe của lỗ tai, chưa thoát, chưa thoát. Và Đức Phật là khẳng định một cái điều nữa, cái thấy và cảnh bị thấy này nó chính là cái thể giác ngộ nhiệm màu thanh tịnh sáng suốt. Hồi nãy Đức Phật vừa bác tất cả những cái thấy và cái bị thấy, bây giờ Đức Phật lại khẳng định rằng tất cả những cái này đều là cái thể thanh tịnh nhiệm màu sáng suốt. Thì ở trong đó không có cái nghĩa phải và chẳng phải. Người ta nghe câu này, người ta cứ nghĩ rằng như vậy là hồi nãy là Đức Phật nói là những cái này là hoa đốm trong hư không. Bây giờ Đức Phật lại nói nó là cái thể thanh tịnh nhiệm màu sáng suốt. Thì vậy là chúng ta hiểu sao về cái chuyện này. Vậy là Đức Phật lại khẳng định tất cả những cái mà chúng ta thấy, nghe hay biết ở đây chính là cái thể thanh tịnh nhiệm màu sáng suốt của chúng ta. Trong đó không có cái nghĩa phải và không phải. Đức Phật khẳng định trong đó không có nghĩa phải và không phải. Tức là ngay nơi cái hiện tiền này, nếu chúng ta không có cái phải và cái quấy, không có cái đúng và cái sai, không có cái được và cái mất, thì cái đó chính là cái thể thanh tịnh nhiệm màu. Tức là ngay nơi thân căn hiện hữu ở đây, chúng ta đang ngồi nguyên ở tại đây,
mà không có phải quấy, không có đúng sai, không có đối tượng, thì đó mới chính là thanh tịnh nhiệm màu. Và cái thanh tịnh nhiệm màu đó nó luôn phủ trùm trong pháp giới này, không có cái chỗ nào mà cái đó không hiển lộ. Nhưng riêng với chúng ta chưa có một cái sự thông cảm với cái thật này, bởi vì chúng ta vẫn còn có, vẫn còn đúng và vẫn còn sai, vẫn còn có, vẫn còn không ở trong tâm chúng ta. Cho nên chỗ này Đức Phật nhắc nhẹ chúng ta rằng, nếu mà muốn nhận biết được cái thấy này, nếu muốn nhận biết được cái thấy này, thì chúng ta phải không có cái phải và cái quấy đi trong mọi cái thấy nghe hay biết của mình một lần, thì chừng đó chúng ta mới có thể nhận biết được cái tánh thấy. Còn chúng ta chưa có một lần vượt thoát cái phải quấy, vượt thoát cái đúng sai trong cái thấy nghe hay biết của mình, thì chúng ta chưa hoàn toàn ra khỏi căn trần. Mà chưa hoàn toàn ra khỏi căn trần thì không cách nào chúng ta nhận được cái tự tánh thanh tịnh sáng suốt của chính mình. Và như vậy là dù có làm cái gì, chúng ta vẫn còn trong lầm mê sanh tử chứ không thoát ra được. Đây là cái mà chúng ta phải biết. Phật lại dạy Ngài Văn Thù để tiêu biểu không hai tướng. Này Văn Thù, nay tôi hỏi ông, như ông là Văn Thù, lại có Văn Thù phải và Văn Thù hay không phải là Văn Thù? Đúng thế bạch Thế Tôn, con nay thật là Văn Thù, không có phải là Văn Thù. Vì sao? Vì nếu có phải là Văn Thù thì có hai Văn Thù, song con hiện nay chẳng phải là không Văn Thù, trong ấy thật không có hai tướng phải hay chẳng phải. Tức là bây giờ ví dụ như chúng ta nhìn đây là cái bông trước mặt mình, đây là cái bàn trước mặt mình. Thì bây giờ khi mà chúng ta thấy cái bông và thấy cái bàn, ngay cái chỗ thấy bông và bàn đó, cái thấy đó không phải là cái bông, cái đó cô Hóa khẳng định nó là cái bàn. Nó không phải, cái bông này nó không phải là cái bông, thì nó mới chính thật là cái bông. Đó là cái lối lý luận của Kinh Kim Cang. Nó là nó gần gần giống như Kinh Kim Cang. Tức là tướng mà không phải tướng thì mới thật là tướng. Thì ngay cái chỗ mà chúng ta đang thấy này, nếu mà nó không có lý luận là cái bông hay không phải là cái bông thì cái thấy đó là đúng. Mà hồi trước chúng tôi có nói là cái chỗ chúng ta thấy mà nó qua cái tầng của danh tướng, tức là ngay khi chúng ta thấy như vậy thì như vậy thôi, nó không có cái nghĩa, không có cái ngữ hiện ra nơi cái chỗ đang thấy của mình, không có nghĩa và không có ngữ hiện ra nơi cái đang nghe của mình. Nó chỉ là cái nghe đó, nó chỉ là cái thấy đó. Thì ngay nơi cái nghe và cái thấy đó không có cái phải và không phải ở trong đó. Giống như bây giờ quý vị là trên là diệu hoa đi, phải không? Thì diệu hoa không có nghĩa là phải và diệu hoa, mà không có nghĩa là không phải diệu hoa. Diệu hoa chính thật là diệu hoa, không? Chứ nó không có nghĩa là phải diệu hoa. Tại vì nếu mà đã khẳng định mình là diệu hoa, phải là diệu hoa, thì sẽ có một cái diệu hoa không phải. Cho nên bỏ diệu phải là diệu hoa thì sẽ bỏ cái không phải diệu hoa, nhưng mà có cái diệu hoa đó, cái diệu hoa đó. Tức là cái sự thật nó đang hiện ra đó, nó không có nói phải và không phải, nhưng mà chúng ta nhìn thấy sự vật thì chúng ta lại có phải và không phải. Chúng ta nghe âm thanh thì lại có phải và không phải. Chúng ta nghe để chúng ta chấp nhận hay là không chấp nhận, chứ không phải là chúng ta nghe chỉ là nghe, chúng ta thấy chỉ là thấy. Nghe chỉ là nghe ngay tại đó, thấy chỉ là thấy tại đó, thì nó không có nói là phải nghe như thế này, phải nghe thế kia, không phải là phải, không phải là quấy, không phải là có, không phải là không ở nơi đó. Nghe chỉ là nghe, và chỉ là cái nghe đó mà thôi. Thì như vậy là cái chỗ đó chính là cái chỗ thanh tịnh nhiệm màu mà chư Phật muốn chỉ chúng ta. Còn nếu nghe phải như thế này, nghe phải như thế kia, thấy phải như thế này, thấy phải như thế kia, hoặc là không phải, hoặc là không quấy, vân vân, thì tất cả những cái điều đó là chúng ta đã rớt xuống tầng sâu của ý thức, chứ không phải là chúng ta thấy bằng cái tánh thấy của mình. Thì đây là cái chỗ mà cũng tương đối chuyên môn. Nếu chúng ta mà phải nghe từ đầu bản Kinh Kim Cang tới đây thì chúng ta mới có thể hiểu được một chút phần, hiểu được một chút phần.
trong tất cả những thấy nghe hay biết của chúng sanh á, nó không có hai tướng đó ngay từ đầu. Chúng tôi nói ngay từ đầu, ngay cái khởi đầu thấy nghe, cái mà căn trần vừa chạm nhau đó đó, nó chưa có tới cái tầng của danh tự á, thì nó không có hai tướng. Nhưng mà trong một thoáng thôi nó liền hiện tướng ra. Thật ra cái người mà khéo tu tập, cái thấy của họ nó nhạy, để họ có thể tiếp nhận được cái ban đầu, cái ban sơ, cái nguyên thủy thấy nghe của chính mình. Nói dùng từ là cái nguyên thủy thấy nghe của chính mình. Cái đó nó chưa có nhúm qua kiến thức nào hết, chưa có một nhúm ý thức nào nơi đó hết, chưa khởi một cái sự phân biệt hay biết nào ở nơi đó hết. Cái nguyên thủy đó mới chính thật là cái tự tánh của chính mình. Rồi bây giờ cái thói quen của tâm thức bắt đầu nó khởi động lên, để nó khẳng định rằng cái mình đang nghe nó là cái gì, rồi mình là ai, và cái vật đang bị mình nghe, vân vân. Tức là chúng ta đã rớt xuống cái tầng của ý thức, thì chúng ta mới bắt đầu khẳng định vị trí của người và vật. Thì khi mà chúng ta rớt xuống vị trí của người và vật là bắt đầu chúng ta đi vào con đường hai bên tiếp tục phân biệt phải quấy. Phật dạy: tính thấy nhiệm màu sáng suốt này cùng với hư không và tiền trần cũng lại như vậy, vốn là chân tâm giác ngộ vô thượng thanh tịnh tròn sáng nhiệm màu mà vọng làm ra sắc không và thấy nghe. Ví như mặt trăng thứ hai thì cái nào phải mặt trăng, cái nào không phải mặt trăng? Này Văn Thù, chỉ có một mặt trăng thật trong khoảng giữa vốn không có gì là mặt trăng hay không phải là mặt trăng. Thế nên hiện nay ông xem cái thấy và trần cảnh, các thứ phát minh đều gọi là vọng tưởng, không thể ở trong ấy chỉ ra nghĩa phải và chẳng phải. Bởi do tính giác sáng suốt nhiệm màu ấy hay khiến cho ông ra ngoài nghĩa, chỉ ra được hay chẳng chỉ ra được. Ở đây Đức Phật lại tiếp tục nói về cái tánh sáng suốt nhiệm màu vô thượng thanh tịnh của chúng ta. Từ cái chỗ đó mà con người ta không nhận ra được, tức là lầm lẫn cái tánh sáng suốt nhiệm màu thanh tịnh hiện hữu này, mà bắt đầu có sắc và không, bắt đầu có sắc và có không. Thì vậy là khi có sắc và có không nó hiện ra trong cái khoảng hư không này, thì nó cũng sao? Nó cũng đều nằm ở trong hư không, phải không? Đều là hư không. Cho nên á, Ngài nói là cái tánh sáng suốt nhiệm màu, cái chân tâm giác ngộ vô thượng thanh tịnh tròn sáng nhiệm màu mà chúng ta không có ở yên được nơi đó, mới vọng ra để có sắc và có không. Giống như bây giờ một người nhận lầm á, một người nhận lầm thì họ cho rằng cái nước mà nó không có sóng, nước mà không gợn sóng, tức là gì? Là cái thể của nước. Rồi có gợn sóng dao động họ cho là cái vọng động, cho nên họ cố tình họ làm để cho sóng đừng có gợn nữa. Thì vậy là cố tình để cho cái tâm mình nó thiệt là yên. Thì lúc đó chúng ta mới chấp nhận rằng ở đó là chân tâm của mình. Nhưng mà không phải. Đúng không? Cái tánh thật của nước là gì? Là ướt. Cho nên sóng ba đào chúng ta đụng tới sao nó cũng ướt. Và mặt hồ đang yên lặng chúng ta đụng tới nó cũng ướt. Thật ra cái chỗ mà có động và cái chỗ tịnh kia nó cũng ở trong tự tánh. Từ tự tánh mà người ta không an trụ vững vàng nơi đó, nó mới thành động và tịnh, nó mới thành có và không với tất cả chúng ta. Cho nên nếu mà chúng ta có hiện cái vọng niệm lên, chúng ta đè cho vọng niệm tan biến để không còn khởi trong tâm thức của chúng ta, thì cả hai cái điều đó chỉ là chạy ở hai đầu. Cái chính là chúng ta nhận cái sự thật ở hai đầu đó. Cái sự thật nó luôn hiện ở hai đầu đó, chứ không phải là chúng ta nhận đầu bên đây đè đầu bên kia. Không phải là chúng ta bỏ vọng để về chân, nhưng mà chúng ta quen rồi. Một cái nghiệp mà đã khiến cho chúng ta bị khằng
nhiều đời kiếp, là chúng ta phải lấy cái này bỏ cái kia mình mới chịu. Có một cái được và một cái mất thì chúng ta mới nghĩ rằng mình là cái người tu. Còn bây giờ mà không được không mất là mình không chịu. Tu mà phải có một cái mất một cái được mình mới chịu. Không, phải lặn hết vọng tưởng, phải còn nguyên cái không vọng chúng ta mới chịu. Chứ còn ngay khi ngồi tại đây thì chúng ta thấy rõ ràng là có cái vọng và không vọng luôn luôn hiện ra trong cái thấy mình không? Chúng ta thấy không? Bây giờ ngồi nhìn lại trong đầu mình thấy cái gì? Có hằng hà sa số ý niệm đó. Thì chúng ta chỉ là cái người thấy hằng hà sa số ý niệm hiện trong đầu, chứ chúng ta không thấy được cái khoảng không giữa hai ý niệm đó. Dù là khởi nhiều ý niệm hay là ít ý niệm với chúng ta, ngay tại đây thì cái niệm có khởi lên và liền có phản không sau đó, rồi mới niệm thứ hai, rồi mới tiếp tục có phản không nữa, rồi mới ý niệm thứ ba, rồi có phản không nữa tới ý niệm thứ tư. Nhưng chúng ta chưa bao giờ thấy cái phản không này, mà chúng ta chỉ thấy mình là cái người khởi niệm thôi, mình niệm thôi, chứ mình không bao giờ mình thấy được cái không niệm. Thì xưa cho chúng ta tu, chúng ta mới cười ghê. Bây giờ nhìn kỹ là coi mình có phải mình tu không? Mình thấy là mình có vọng tưởng. Hỏi bây giờ mình đang thấy gì? Nó thấy vọng tưởng tùm lum rồi. Có thấy cái không vọng tưởng không? Không có thấy. Vọng tưởng nó che lấp hết rồi. Nhưng mà không có. Giữa cái khoảng cách hai ý niệm á, nó luôn luôn có. Chứ nếu mà không có cái khoảng không đó thì cái ý niệm không có nghĩa. Không có nghĩa. Ví dụ như chúng ta nghe tiếng ù mà nó không có ngăn cách thì mình thấy có nghĩa gì đâu. Lý do là mình ngắt từng tiếng một thì nó mới thành nghĩa, thành ngữ. Chúng ta phải thấy được cái giá trị của cái không nghĩa, nó mới là giá trị thật. Cho nên làm sao mà chúng ta tu, chúng ta thấy được một lượt là tôi có cái giọng, là có cái không giọng, có cái giọng, có không giọng, có giọng, có không giọng liên tục xảy ra với mình, là người đó đang thấy sự thật. Thấy rất đúng sự thật trong từng sát na một của mình. Nhưng mà trong tâm chúng ta từ xưa giờ mình nói mình tu rất là trí tuệ, nhưng mà có bao giờ mình thấy hai cái này không? Và có bao giờ mình để cho cái có vọng và không vọng nó sống đồng nhau chưa? Lý do chúng ta lầm có cái không vọng đang hiện từng kẻ hở một, tức là cái có vọng nó hiện nơi không vọng. Giống như bây giờ chúng ta nhìn á, thì từ quý vị có thể quý vị nhìn thẳng lên đây quý vị thấy cái bàn. Nhưng mà cái khoảng không từ quý vị lên đây nó lớn hơn cái bàn dữ lắm, mình đâu có thấy đâu. Nó lớn hơn cái bàn. Chúng ta chưa bao giờ thấy được cái này mới là cái điều mình lầm lẫn lớn của mình. Phải chi mà nhìn từ dưới lên đây là chúng ta phải nói một câu là chúng tôi thấy cái khoảng không dài từ đó tới đây mới thấy được cái bàn. Cũng như từ quý vị mà nhìn thấy, tôi hỏi quý vị đang thấy cái gì đó, tôi đang thấy thầy đứng đó. Chứ bây giờ tôi thấy hư không đang phủ trùm thầy là một miếng chi xíu trong hư không. Chúng ta chưa từng thấy vậy. Thì cái hình sắc là những cái gì nó rất nhỏ nhiệm trong cái hư không mênh mông này. Nhưng mà khi chúng ta thấy là chúng ta thấy hình sắc thôi, chứ chưa bao giờ chúng ta thấy được hư không. Do đó mà cái thấy chúng ta không tròn, cái thấy chúng ta không tròn. Khi nào mà chúng ta thấy một cái là có sắc và có không ngay tại chỗ đó, là chúng ta đứng ngoài cái sắc không liền. Khi nào mà chúng ta nghe âm thanh và không âm thanh liên tục như nhau không khác, thì chúng ta thoát ngoài âm thanh liền tại chỗ. Nhưng mà từ trước giờ chúng ta nghe là chỉ nghe âm thanh thôi đúng không? Tìm ngữ, tìm nghĩa. Chứ có một ý nghĩa mà phải nói hết sức lớn lao từ trước giờ chúng ta không hay ra, khiến cho chúng ta luôn luôn bị lầm lẫn. Cho nên ở đây Đức Phật nói là cái tánh thanh tịnh tròn sáng nhiệm màu này mà không ai biết, cho nên nó mới sanh ra sắc và không. Khi chúng ta thấy có sắc và có không đó, thì đây là cái chỗ mà nó dính tới cái bản kinh Bát Nhã. Từ trước đến giờ chúng ta đã từng tụng bài Bát Nhã rồi. Chúng ta đã từng lý luận sắc như thế này, không như thế kia, để chúng ta cố tình muốn lý giải sắc không. Nhưng mà tôi biết là chúng ta vẫn còn kẹt trong sắc không, cho nên có chạy đàn nào đi nữa cũng là sắc là không. Chúng ta chưa từng thoát ra được. Còn cái chỗ thanh tịnh đó, nó không phải là sắc, không phải là không. Khi nào chúng ta thoát được cái sắc và thoát được cái không, thì chúng ta mới nói được sắc tức thì không, không tức thì sắc.
hoặc là sắc bất dị không, không bất dị sắc được trong Bát Nhã Tâm Kinh. Ở đằng này là nếu chúng ta có đọc lại những tài liệu thì chúng ta sẽ thấy rằng là vẫn còn đứng bên sắc để nói về không, vẫn còn đứng bên không để nói về sắc, thì chúng ta không mới chạy qua sắc thì chúng ta sẽ chạy qua không, chúng ta không chạy qua không thì chúng ta sẽ chạy ai khác, cho tới hằng hà sa số quyển sách lý lại lý giải, nhưng mà vẫn còn ở nơi sắc và ở nơi không, chứ không bao giờ sắc thành không, không bao giờ sắc tức thì không hết. Khi nào mà ở ngơi nơi sắc chính là sắc á, thì sắc đó mới tức là không. Ở ngay nơi không chính là không thì không đó mới là sắc, chứ không phải sắc đó không phải là sắc thì sắc đó mới là không. Đó là cái dạng so sánh của ý thức. Khi nào ở ngay nơi sắc đó mới chính sắc thì sắc ấy chính là không. Ở ngay nơi không đó chính là không đó đó đó, thì không ấy mới chính là sắc. Chứ không phải sắc hết rồi mới thành không, xong không có cái hiện lên hình tướng rồi nó thành sắc. Thì người ta cứ nhìn cái đó rõ ràng là cái nhìn của thế gian. Và hồi trước là chúng tôi đã nói một cái lần là khoa học đã phát triển đến mức độ cực đỉnh của nó rồi. Tức là nó lấy một cái dạng phân tử, nó cho dao động tới 10 lũy thừa 10 của vận tốc ánh sáng. Tức là nó đo được cái dao động phân tử của một viên kim cương á, nó dao động bằng 10 lũy thừa 10 vận tốc ánh sáng. Thì nó liền kết luận rằng vật chất là chân không. Khoa học đã tới cái độ này rồi nha. Khoa học tới độ này rồi. Cho nên nếu mà chúng ta không có cái thấy mà thoát ngoài cái âm thanh sắc tướng đó, là chúng ta còn sẽ lẻo đẻo đi sau lưng khoa học. Nhưng mà riêng Đạo Phật thì không bao giờ đi theo sau lưng. Đạo Phật luôn luôn là đi trước. Trước mà không phải trước 1-2 năm, mà bước hàng trăm hàng ngàn năm đối với khoa học này. Cái trí tuệ của Phật Đạo không bao giờ thấy sao khoa học cả. Thì vậy là từ ngàn xưa, chính Đức Phật cũng như chư vị Tổ sư, chư vị Bồ Tát đã từng khẳng định vật chất là chân không cách đây mấy ngàn năm rồi. Cho tới thế kỷ thứ 20 thì khoa học mới bắt đầu kết luận được vật chất là chân không. Thì cũng vừa giỏi vừa giỏi, cũng chậm hơn Đức Phật mình mấy ngàn năm lịch sử. Chẳng chậm hơn. Và nếu bây giờ cái người học Phật mà không thấy nổi vật chất là chân không, không thấy thoát được cái có và cái không ngay tại đây, thì chúng ta không bao giờ theo kịp khoa học. Khoa học chỉ chứng minh được cái gì trong cái dòng sanh tử thôi. Nhưng mà chúng ta còn không theo nổi thì chúng ta khó có thể phá vỡ cái sanh tử luân hồi này để bước ra. Do đó làm sao cái thấy của chúng ta ngay nơi thấy này nó ở ngoài thinh sắc dùm một lần. Nghe nữa cái nghe, chúng ta phải nghe ngoài âm thanh một lần thì mới hy vọng là chúng ta có cơ may giải thoát. Chứ nếu không chúng ta sẽ kẹt lại. Vì cái chỗ mà mênh mông thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu chúng ta không nhận ra thì chúng ta mới vọng có sắc và không. Thì khi nào một người như hồi nãy Đức Phật nói là ở trụ ở trong đó đó, trụ ở trong định đó đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái gợn, quý vị sẽ thấy một cái điều rất là rõ. Cái này để coi chúng ta có thể tưởng tượng bằng cái cách nào. Chúng ta ở trong một cái phòng tối tăm hoàn toàn đi. Có một cái loại đèn, có một loại đèn mà chúng ta bắt đầu mở ánh sáng nó từ từ lên, chứ không phải bật cái sáng lên nha. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng như vậy. Thì vậy là trừ cái chỗ mà tối đen mù mịt, chúng ta bắt đầu thấy từ từ nó lộ mờ mờ, bắt đầu nó rõ từ từ để chúng ta được rõ hình sắc đó một lần á. Thì từ cái chỗ mà thanh tịnh nhiệm màu kia cũng vậy á. Nếu mà ai trụ trong cái định nó thực sự á nha, thì quý vị sẽ thấy cái ban đầu khởi thủy của vật chất, cái khởi thủy ban đầu của vật chất, một cái manh nha nhỏ nhiệm nhất mà không có máy nào có thể đo được cái mức độ đó. Và cái manh nha đó bắt đầu nó từ từ nó rõ được cái khoảng không này. Nó rõ được khoảng không. Cái khoảng không lúc đó nó rất rõ ràng, nhưng mà lúc đó đó cái thức chúng ta bắt đầu nó lộ diện ra để nó phân định cái hư không và hình sắc thôi, chứ chưa nói là vật chất, chưa nói tới tên tuổi gì. Người nào mà thấy cái khởi đầu đó, gọi là thấy được đầu mối của sanh tử, thì chỉ có ở trong định đó chúng ta mới thấy được đầu mối sanh tử. Mà khi thấy được đầu mối sanh tử tức là thấy được cái khởi điểm của sắc và không. Phải ở được ở trong định đó chúng ta mới thấy nổi.
Bây giờ chúng ta thấy là đầy cái hình sắc rồi, là chúng ta đã thấy quá xa bên ngoài, thấy quá xa rồi. Cho nên khi nào mà người ở trụ trong cái định đó thật sự như trước nói, trong cái định đó thì nó không có sắc và không có không, không có sắc và không có không. Nhưng mà không có chỗ, không có cái sắc và cái không nào mà không có cái đó. Nó thì thật sự là không có sắc và không có không. Nhưng mà không có cái sắc và không có cái không nào mà không có cái đó cả. Thiền nó có một lối lý luận nghịch nghịch như vậy. Đến địa điểm đại thừa là chúng ta nghe nó hơi nghịch nghịch lỗ tai, giống giống như vậy đó. Thì chúng ta mới nghe nổi kinh điển đại thừa. Chứ không phải nghe cái này là phải, cái kia là trái, phải bên đây hoặc là bên kia thì không phải, không phải. Nó không phải là cái này nhưng mà không phải là cái kia. Nhưng mà cái này và cái kia nó không ngoài, không ngoài. Nó luôn luôn có mặt ở nơi này, nơi kia. Cũng như bây giờ cái nghe của chúng ta, nếu mà chúng ta lắng lòng, chúng ta nghe kỹ một câu nói, ví dụ như bây giờ mình nghe chữ Phật, chữ Pháp và chữ Tăng đi. Đây chúng ta lắng lòng, chúng ta nghe kỹ đi. Phật, Pháp, Tăng. Thì từ trước đến giờ là chúng ta nghe được ba chữ là Phật và chữ Pháp và chữ Tăng thôi, chúng ta không có nghe được cái gì thêm, đúng không? Nhưng mà nghe cho kỹ đi thì chúng ta nghe chữ Phật cái có một khoảng trống mới tới chữ Pháp, rồi có một khoảng trống mới tới chữ Tăng. Chứ tự nhiên là ba tiếng này nếu mà không có khoảng trống nó thành ba tiếng Phật, Pháp, Tăng không? Không thành được. Từ xưa giờ có ai quan tâm tới khoảng trống này chưa? Cho nên chúng ta luôn luôn thấy mọi việc đều phân nửa. Chúng ta chưa bao giờ thấy tới sự thật của bất kỳ vấn đề nào. Chúng ta chưa bao giờ nghe đúng sự thật của bất kỳ vấn đề nào. Do đó bây giờ nếu như quý vị muốn nghe tới sự thật, quý vị muốn thấy tới sự thật, thì quý vị phải nghe âm thanh và nghe cái không âm thanh, rồi nghe âm thanh, nghe cái không âm thanh, nghe âm thanh, rồi nghe cái không âm thanh, liên tục xảy ra nơi mình rõ ràng. Chúng ta phải rõ ràng cái khoảng không đó như rõ ràng cái âm thanh đang hiện hữu, không sai biệt nhau, là chúng ta sẽ nghe đúng sự thật á. Hoặc là quý vị sẽ nhìn thấy một cái sự vật trước mắt mình thì phải thấy rõ cái khoảng không này giùm tôi một cái, rồi hả tới sự vật thì chúng ta mới có thể nghe được, mới có thể thấy được đúng sự thật. Chứ đừng bây giờ mà nhìn thấy tới cái người đó rồi chỉ là cái người đó thôi, mà cái khoảng không tới người đó nó quá lớn mình không thấy được. Thì là chúng ta chỉ nhìn có một phần nhỏ nhiệm mà, chúng ta không nhìn hết. Tại hư không này thì rất là lớn, nhưng hình sắc trước mắt chúng ta thì rất là nhỏ. Mà chúng ta chỉ trụ nơi hình sắc để rồi phải rồi trái rồi đúng rồi sai nơi đó, chứ chúng ta chưa có thoát ra được hình sắc. Đến ở đây á, thì nếu mà chúng ta học đạo không khéo nữa, chúng ta sẽ tiếp tục quan mang. Tức là tới đây Đức Phật sẽ bác luôn cái nhân duyên và phá luôn cái tự nhiên để hiển bày cái thấy thật tướng của tánh thấy mình. Tức là cái thấy mình nó không phải là nhân duyên mà cũng không phải là tự nhiên. Chúng ta nghe không khéo là chúng ta sẽ hiểu lầm đạo Phật, và chắc chắn là những người học đạo Phật, học theo lý nhân duyên sẽ khó, rất khó chấp nhận lý luận này. Cho nên tới cái phần này là nó tương đối là chuyên môn nữa. Vượt ngoài nhân duyên và tự nhiên thì mới là cái thấy. Cho nên hồi trước, nghĩa là chúng tôi hình như có giảng ở trong Kinh Kim Cang, chúng tôi có nói là nếu mà người nào thấy nhân duyên á, thì vẫn còn thấy ở một cái tầng rất là thấp. Thấy vượt qua nhân duyên mới thấy được cái tánh không của vạn pháp. Thấy qua được cái tánh không vạn pháp thì chúng ta mới thể nhận được cái thật thể của vũ trụ này. Thì nhân duyên là nó một cái tầng ở rất là sâu trong cái so sánh của tâm thức, chứ nó chưa giọt ra ngoài. Cho nên khi mà chúng ta nghe cái lý luận sắp tới là Đức Phật phá luôn cái nhân duyên và tự nhiên á, thì chúng ta đừng có hoang mang. Tại vì từ trước giờ mình học là tất cả vạn pháp đều do nhân duyên hòa hợp, đúng không? À, có duyên, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt, cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Tức là lối lý luận của nhân duyên. Bây giờ Đức Phật bắt đầu phá nhân duyên. Cho nên là đến ở đây chúng ta phải bình tĩnh, chứ nếu không chúng ta sẽ hiểu lầm. Và rất là nhiều người đọc tới chỗ này họ không chấp nhận và họ bỏ, không đọc bản kinh Lăng Nghiêm nữa. Lý do là lý luận nhân duyên ấy là một lý luận được Đức Phật phát minh sau khi Đức Phật thành đạo. Còn những lý luận khác là đã có ở trong thế giới này rồi, Đức Phật minh định lại thôi. Ví dụ như nhân quả, ví dụ như luân hồi, thì những điều đó đã có rồi, những đạo giáo khác đã nói rồi, nhưng mà họ nói không rõ ràng lắm, Đức Phật minh định. Nhưng mà riêng lý nhân duyên chỉ có một mình Đức Phật chúng ta nói mà thôi. Cho nên tới đây Kinh Lăng Nghiêm bác bỏ nhân duyên thì người ta sẽ cho rằng đó là lối lý luận không phải của đạo Phật. Nhưng chúng ta nên bình tĩnh để nghe, chứ nếu không chúng ta cũng sẽ hiểu lầm giống như một số người khác. Cái thứ nhất là nghi cái tánh thấy đồng với tự nhiên như thần ngã. Đức Phật đã phá cái tự nhiên trước.
Ông A Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thật như Đấng Pháp Vương đã nói, cái tính giác duyên khắp mười phương cõi nước vắng lặng thường trụ, tính giác ấy chẳng sinh chẳng diệt. So với thuyết của Phạm Chí Ta Tỳ Ca La ngày xưa nói về Minh Đế hay các thuyết ngoại đạo như Đầu Hôi vân vân, nói có chân ngã đầy khắp cả mười phương, có gì sai khác nhau? Ở núi Lăng Già, Thế Tôn cũng từng vì ngài Đại Huệ vân vân giảng rộng nghĩa này. Bọn ngoại đạo kia thường nói tự nhiên, còn Phật nói nhân duyên, chẳng phải cảnh giới của ngoại đạo kia. Nay con xét kỹ tính giác này, tự nhiên, chẳng sinh, chẳng diệt, xa lìa tất cả hư vọng, điên đảo, in tuồng chẳng phải nhân duyên, mà cùng với thuyết tự nhiên của ngoại đạo kia. Xin Thế Tôn chỉ dạy thế nào để cho chúng con khỏi rơi vào các tà kiến, được tâm tính chân thật giác ngộ trong sạch nhiệm màu sáng suốt. Thì ngày xưa cũng có ngoại đạo đã nói rồi, tức là nơi tất cả chúng ta đều có một cái dạng gọi là thần ngã, cái đó là tự nhiên, không ai sanh ra. Nó cũng trùm khắp các pháp giới mười phương này luôn. Và cái thần ngã đó, thì nếu như bây giờ là cái thần ngã đó là của con người, thì cái thần ngã của người đó nó hoài cho tới hàng tỷ kiếp, nó cũng vẫn là người mà nó không hề bị thay đổi. Tức là con người chúng ta chết rồi thì chúng ta tiếp tục được thành người nữa, và tiếp tục cái thần ngã đó làm cho chúng ta thành người nữa, thành người hoài không thay đổi. Cái tự nhiên là cái bất biến không thay đổi bởi thời gian và không gian. Đó là cái thật của con người. Đã thành người rồi là không thành cái khác được. Đó là lý luận của ngoại đạo, chúng ta nên hiểu cái ý này. Chứ nó nói tự nhiên ấy. Bây giờ tự nhiên mình là người, cho nên từ đây về sau mình có chết đi nữa, mình cũng tự nhiên thành người nữa, và cứ tự nhiên thành người ở kiếp sau, và tự nhiên thành người tiếp tục như vậy. Và mọi cái xảy ra trong trần gian này là đều là tự nhiên xảy ra như vậy, chứ không phải do nhân duyên hòa hợp, không có do cái gì hết. Đó là lối lý luận của ngoại đạo. Bây giờ tự nhiên cái tôi ghét người đó tôi chửi, vậy là nó tự nhiên lắm, không có lý do gì mà tự nhiên tôi chửi à. Tự nhiên tôi chửi à. Ví dụ như là tất cả mọi cái xảy ra trong trần gian này đều là tự nhiên như vậy. Đó là lối lý luận của ngoại đạo. À, tự nhiên cái mình 5-70 kg vậy à, chứ không phải là mình còn tấm bé mình lớn lên. Tức là vạn vật theo họ nhìn là tự nhiên như thế. Cái gì nó cũng là tự nhiên như thế, chứ không phải là một cái sự thay đổi. Đó là cái lối lý luận của ngoại đạo mà chúng ta nên biết rằng đây Ngã Nan mới đặt câu hỏi là đối với một cái loại đạo Minh Đế, nói về Minh Đế, tức là cái sáng suốt mà cái vua của sáng suốt đó, thì đó cũng là một cái lối lý luận rất là sâu mà gần giống với cái lối lý luận tự tánh ở trong đạo Phật này, khiến cho Ngài A Nan cũng hiểu lầm mà Ngài A Nan mới đặt câu hỏi này ra. Là bây giờ ngày xưa có ngoại đạo Minh Đế, tức là họ muốn nói tới cái chỗ sáng suốt chân thật của họ đó, cũng trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới này, chứ không phải là không có, và nó cũng không sinh không diệt giống như Đức Phật nói về tự tánh luôn. Thì bây giờ cái tự tánh, cái tánh thấy của Đức Phật khác cái gì với người ta? Và con thì bây giờ con hiểu là Đức Phật cũng đã nói là cái tính thấy, tính giác tự nhiên này chẳng sinh chẳng diệt, xa lìa tất cả những hư vọng điên đảo, rồi in tuồng chẳng phải nhân duyên, tức là nó không phải là nhân duyên rồi, thì nó tương đồng với tự nhiên. Thì không phải nhân duyên thì nó là tự nhiên chứ gì nữa, hai cái này không phải nhân duyên thì là tự nhiên, mà không phải tự nhiên thì nó phải là nhân duyên, chứ không còn đường nào nữa để chạy hết trơn, không có đường nào để chạy. Cho nên là bây giờ Đức Phật nói là cái này, giờ Đức Phật bác nó không phải là nhân duyên cái gì thì nó là tự nhiên, mà đã nói là tự nhiên thì nó giống với cái ngoại đạo lý luận rồi, giống với lý luận của ngoại đạo rồi, thì cái chỗ này là chỗ nào sai biệt, xin Đức Phật từ bi chỉ dạy dùm. Và nếu như bây giờ Đức Phật mà có mặt ở đây, Đức Phật nói là chúng ta có một cái nó không phải do nhân duyên hòa hợp, thì rõ ràng cái thấy của chúng ta đó nó không phải là nhân duyên, mà thực sự nó không phải là tự nhiên. Ví dụ như bây giờ nếu như là có âm thanh thì chúng ta có nghe, không có âm thanh chúng ta có nghe không? Có nghe không âm thanh? Bây giờ bỏ hết tất cả những âm thanh và không âm thanh chúng ta có nghe không? Nghe cái gì? Nghe cái gì? Bây giờ có âm thanh chúng ta nghe, tức là có nhân duyên chúng ta mới hay biết âm thanh, đúng không? Do có âm thanh mà có mình nghe. Bây giờ nếu mà không có âm thanh, mình có nghe không? Tức là mình vẫn còn tiếp tục có nghe nữa. Thì cái nghe đó là cái tự nhiên nghe của mình, đúng không? Chúng ta có cái tự nhiên đó. Bây giờ có âm thanh chúng ta cũng tự nhiên nghe, không có âm thanh chúng ta cũng tự nhiên nghe.
Nhưng ở chỗ đó đang kẹt cái gì? Chỗ đó đang kẹt cái gì? Chỗ đó đang kẹt cái gì thì thiện tí là Đức Phật sẽ chỉ ra. Cho nên chúng ta phải hiểu về cái lối lý luận của ngoại đạo, nó có một cái gì kẹt ở trong đó. Có một cái gì kẹt không? Đây là cái rút mà chúng ta nên lưu ý. Bây giờ có hành sắc chúng ta vẫn thấy, mà không có hành sắc chúng ta vẫn thấy. Tức là rất là tự nhiên, không thèm để ý gì chúng ta cũng nghe, cũng chẳng có thèm để ý gì, có cái gì hiện trước mắt chúng ta vẫn thấy. Và ai mà lý luận thoát được chỗ này thì mới hy vọng người đó ngộ tánh. Còn lý luận không thoát là rớt vào thiên nhiên ngoại đạo. Ngoại đạo nó cũng có cái tự nhiên thấy, tự nhiên nghe này, y như là của mình, giống hệt không khác nhau. Nhưng mà có một cái chỗ, nếu chúng ta minh định được điều này thì mới hy vọng rằng đó là cái chánh kiến của Phật đạo. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bị lầm. Bây giờ Đức Phật bắt đầu chỉ ra cái không phải là thiên nhiên này nha, không phải là tự nhiên nè. Phật bảo A Nan, nay tôi dùng phương tiện chỉ dạy như thế ấy, chân thật bảo ông mà ông còn chưa ngộ, lầm cho là tự nhiên. A Nan, nếu nhất định là tự nhiên thì ông phải xét rõ có cái thể tự nhiên. Ông hãy xét trong tánh thấy sáng suốt nhiệm màu này, lấy cái gì làm tự thể? Tánh thấy này lấy sáng làm tự thể hay lấy tối làm tự thể? Lấy hư không làm tự thể hay lấy ngăn bích làm tự thể? A Nan, nếu lấy sáng làm tự thể thì đáng lẽ khi tối đến chẳng thấy tối. Nếu lại lấy hư không làm tự thể thì đáng lẽ cái thấy ngăn bích chẳng thấy cái ngăn bích, như thế cho đến lấy cái tướng tối vân vân làm tự thể. Thì khi sáng cái thấy đó phải diệt mất, làm sao thấy sáng? Chúng ta thấy cái kẹt của cái tự nhiên ha. Thấy là chúng ta nhận ra được cái kẹt của tự nhiên mà lý luận tự nhiên họ đã từng nói. Bây giờ nói là chúng ta có cái tự nhiên thì lấy cái đó làm cái tự thể. Ví dụ như bây giờ chúng ta là cái tự nhiên là chúng ta phải nghe âm thanh, thì có âm thanh là tự nhiên mình phải nghe. Nhưng đằng này không có âm thanh mà mình nghe được cái không âm thanh, thì vậy là nếu mà chúng ta lấy cái âm thanh làm tự nhiên, làm tự thể nghe, thì chúng ta chỉ có cái tự thể đang nghe mà thôi. Còn cái tự thể đang nghe chúng ta là nó nghe trên âm thanh. Thì vậy là cái không có âm thanh là nó không thể nghe được, không thể nghe được cái không âm thanh. Còn đằng này bây giờ cái âm thanh có nó vẫn nghe được, và không có âm thanh nó vẫn nghe được. Thì vậy là không, cái nó không nằm nơi tự nhiên nghe âm thanh, mà nó lại còn nghe cái không âm thanh nữa. Thì nó không phải là một cái tự thể cố định. Nó không phải là một tự thể cố định. Giống như bây giờ Đức Phật nói là bây giờ lấy hư không làm tự thể, hay lấy hình sắc làm tự thể, hay là lấy tối làm tự thể, hoặc là lấy sáng làm tự thể. Bây giờ cái thấy của mình là cái tự nhiên thấy ánh sáng, đó lấy làm tự thể, tức là cái cố định thật của mình là cái thấy sáng. Nhưng bây giờ nó không còn sáng nữa, chúng ta không thấy được. Chúng ta không thấy được điều gì. Thì cái đó gọi là cái tự nhiên của ngoại đạo. Cái tự nhiên của họ nó cố định mà nó không có, không thay đổi. Hay nói khác hơn, nó chết lặng mà nó không có sự sống. Chúng ta hiểu một cái kiểu chết lặng. Giống như bây giờ chúng ta nhìn thấy cũng là cái cây, nhưng cái cây còn đang sống, và cũng nguyên cái cây cành lá đó, nhưng đã khô rồi. Đã khô rồi, không còn sự sống nữa. Thì cái lối lý luận tự nhiên nó giống như một cái loại cây khô. Còn lối lý luận tự tánh nó giống như cái cây đang sống. Hai cái này nó rất là khác nhau. Cái tự nhiên của ngoại đạo nó là một cái gì rất là cố định, nó không thay đổi. Ví dụ như họ là cái tự nhiên, cái minh thể của họ là cái sáng. Thì vậy là cái gì sáng nó là minh thể của họ, gì tối là không phải, họ không chấp nhận. Còn cái tự tánh là cái gì nó cũng phủ trùm, sáng nó cũng biết mà tối nó cũng biết, có nó cũng biết mà không nó cũng biết. Tức là nơi tự tánh thì có một cái gì khác với cái tự nhiên, với cái tự thể cố định không thay đổi. Của họ thì cái gì là cứng ngắc như vậy, không thể thay đổi được. Còn đằng này cái gì cũng không phải, nhưng mà cái gì cũng là nó. Không có cái gì là đúng hết á, nhưng mà cũng không có cái gì là sai hết á. Nhưng mà với họ thì đúng là phải đúng, sai là phải sai, chứ không có cái chuyện vừa đúng vừa sai. Nhưng mà đạo Phật thì không phải vừa đúng vừa sai. Đạo Phật thì không phải vừa đúng vừa sai. Cũng không phải là không đúng, mà không phải là cũng không sai. Cũng không phải là vừa đúng mà vừa sai, vừa đúng mà vừa sai sai. Tất cả những lối lý luận nó đều không phải của đạo Phật.
Thật ra đối với đạo tự nhiên thì nó phải là như vậy, và nó mãi mãi là như vậy, nó không bao giờ thay đổi. Nhưng riêng đạo Phật rất là linh động, cái tự tánh hay biết của đạo Phật nó linh động, nó khác với cái lối lý luận của ngoại đạo. Ngoại đạo thì họ thấy chết cứng tại chỗ liền. Ở đây Đức Phật tiếp tục lý luận để phá vỡ cái nhân duyên. Bây giờ A Nan mới thưa Đức Phật, cái tánh thấy nhiệm màu này chắc chẳng phải tự nhiên rồi. Theo lối Phật dạy nãy giờ là con tin nó không phải tự nhiên rồi đó. Thì bây giờ nay con xét thấy là nhân duyên sinh, nhưng tâm vẫn còn chưa rõ, xin hỏi Đức Như Lai nghĩa ấy thế nào cho hợp với tính nhân duyên. Bây giờ cái tính thấy đó Đức Phật bác không phải là tự nhiên, con chấp nhận rồi, con tin Đức Phật là nói cái gì con tin ở đó à. Thì Đức Phật nói không phải là tự nhiên thì chắc nó là nhân duyên, thì xin Đức Phật chỉ rõ cái tánh thấy nào là nhân duyên giùm con. Thấy không? Chúng ta không có nhân duyên thì chúng ta sẽ rớt qua tự nhiên, mà không có rớt qua tự nhiên thì chúng ta phải rớt ra nhân duyên thôi. Bây giờ Đức Phật đã bác cái tự nhiên rồi thì còn chắc chắn là nhân duyên chứ không còn đâu mà chạy được. Hai đã trừ một rồi thì chắc chắn còn một thôi chứ không có còn cái gì khác. Thì Đức Phật mới bắt đầu dạy. Phật bảo: ông nói nhân duyên, tôi lại hỏi ông, nay ông nhân thấy tính thấy hiện tiền, vậy cái thấy này nhân nơi sáng mà có thấy hay nhân nơi tối mà có thấy, nhân nơi hư không mà có thấy hay nhân nơi sự bích lấp mà có thấy? Này A Nan, nếu nhân nơi sáng mà có thì đáng lẽ cái thấy được tối, như nhân nơi tối mà có đáng lẽ chẳng thấy được sáng. Như thế cho tới nhân nơi hư không, nhân nơi ngăn bích cũng đồng như sáng tối vậy. Bây giờ nếu nói là nhân duyên thì do cái sáng mà chúng ta thấy hay là do cái tối mà chúng ta thấy? Nếu như bây giờ cái thấy này là do nhân duyên á, thì nhân cái sáng chúng ta sẽ được thấy, thì chúng ta không thể thấy được cái tối, đúng không? Nhân cái hư không mà chúng ta thấy thì chúng ta không thể thấy được hình sắc. Tại vì do nhân duyên mà, do cái duyên đó nó phải tương ưng với cái đó. Đã nói nhân duyên thì nó có một cái gì tương ưng với nhau. Cho nên nếu mình nói là nhân cái này, ví dụ như bây giờ mình nói là tôi nhân được chiếc xe này mà tôi mới đi được tới cái chỗ này, thì vậy là do chúng ta tới chỗ này là chúng ta phải nhờ chiếc xe, chứ chúng ta không có nhờ cái phương tiện nào khác được. Do nhân duyên đó mà chúng tôi mới có mặt ở đây, ví dụ vậy. Thì vậy là do nhân duyên đó thì mình có mặt, mà nhân duyên khác mình không thể có mặt được. Nhưng mà mình thì không phải nhân duyên nào mình cũng có mặt. Thì ở đây Đức Phật ví dụ là nếu bây giờ mà cái thấy của mình mà do sáng, do nhân duyên của cái sáng mà mình mới thấy được hình sắc á, thì tối thì mình hoàn toàn không còn thấy nữa. Tại vì nó nương duyên tương ưng nó mới thấy biết được. Mà bây giờ hết cái sáng tới cái tối mình vẫn thấy được cái tối. Rồi nhân hư không mà mình thấy được hư không, nhưng mà cái lúc mà ngăn bích chúng ta vẫn thấy được nữa. Thì vậy là cái thấy chúng ta không phải là nhân hư không, không phải là nhân ánh sáng, không phải là nhân bóng tối, hoặc là không phải là nhân cái ngăn bích. Cho nên cái đó không phải là nhân duyên. Lại nữa A Nan, cái thấy này lại duyên nơi sáng mà có thấy, hay duyên nơi tối mà có thấy, duyên nơi hư không mà có thấy, hay duyên nơi bích lấp mà có thấy? A Nan, nếu duyên nơi hư không mà có thấy, đáng lẽ chẳng thấy chỗ bích lấp. Nếu duyên chỗ bích lấp mà có, đáng lẽ chẳng thấy hư không. Như thế cho đến duyên nơi sáng, duyên nơi tối cũng đồng như hư không và bích lấp vậy. Phải biết tánh thấy nhiệm màu sáng suốt này chẳng phải nhân, chẳng phải duyên, cũng chẳng phải tự nhiên, chẳng phải chẳng tự nhiên, không có cái chẳng phải và chẳng chẳng phải, không có cái phải và không có không phải. Rời tất cả tướng, tức tất cả pháp, nay ông làm sao ở trong ấy, lầm đem các danh tướng lý luận thế gian mà dùng tâm phân biệt, như lấy tay chụp bắt hư không, chỉ thêm tự nhọc, hư không làm sao cho ông nắm bắt. Ở đây Đức Phật bác cả cái nhân, rồi Đức Phật bác cả cái duyên. Bây giờ thứ nhất là Đức Phật nói là hồi nãy mình nhân cái hư không mình thấy, hay là nhân cái ngăn bích mình thấy, mình nhân ánh sáng mình thấy, hay là mình nhân cái bóng tối mà mình thấy. Rồi phần hai Đức Phật nói là do ông duyên cái sáng mà ông thấy, hay là ông duyên cái tối mà ông thấy, ông duyên hình sắc để ông thấy, hay duyên cái hư không mà ông thấy. Thì cái thấy của mình là thấy, thấy là thấy chứ không phải là do sáng, không phải là do tối mà mình thấy, đúng không?
Cái thấy của mình là cái thấy chứ không phải là nó do hư không và do sự ngăn bích. Tức là cả nhân cũng không phải, mà cả duyên cũng không phải. Cho nên ở đây Đức Phật bác cả nhân và duyên. Tức là cái tánh thấy của mình không phải do nhân mà cũng không phải do duyên. Nếu nó nhân nào thì nó tương ưng với cái đó, nó không thay đổi được. Nếu nó duyên vào cái gì thì nó dính chỗ đó, nó không thay đổi cái khác được. Đằng này không phải nhân mà cũng không phải duyên. Rồi Đức Phật lại nói tiếp là nó cũng không phải tự nhiên. Không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Cái tánh thấy mình rõ ràng phải tự nhiên, không phải nhân duyên. Rồi Đức Phật mới nói tiếp là nó chẳng phải phải, nó là cái mà chẳng phải và chẳng chẳng phải. Nó không có cái phải và không phải. Tức là đối với cái thấy chúng ta, nó không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, không có cái chẳng phải và cái chẳng chẳng phải. Không có cái phải và không phải. Tức là lìa bốn tướng có và không, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải chẳng khó và chẳng phải chẳng không. Đây là cái lối mà hồi nãy trong kinh có nhắc qua một lần rồi. Thì qua bản kinh này chúng ta mới biết rằng cái tuổi thọ của bản kinh Lăng Nghiêm sau bản kinh Lăng Già. Cho nên hồi nãy ngày anh em mới nhắc rằng là khi Đức Phật nói bản kinh Lăng Già là nói với ngài Đại Huệ là chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải chẳng có, phải không, chẳng phải chẳng chẳng có và chẳng phải chẳng chẳng không. Cái lối lý luận là ly tứ cú tuyệt bách phi. Tức là lìa bốn cái đầu của ngôn ngữ và lìa luôn 100 cái phải và chẳng phải trong đó. Thì vậy là Đức Phật nói là cái này là lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Đức Phật có kết luận một câu mà chúng ta có khi chúng ta đọc chúng ta không thấy câu này. Tức là khi mà cái thấy cái nghe chúng ta mình lìa tất cả tướng thì ngay nơi đó nó tức là tất cả pháp. Tức là ngay nơi cái thấy đó mà lìa tướng thì chính chỗ đó là pháp. Bây giờ nếu mà trên cái thấy chúng ta mà còn tướng thì đó không phải là pháp. Cái nghe còn âm thanh thì đó không phải là pháp. Nghe, ngay nơi nghe là lìa tướng nghe, lìa âm thanh. Ngay nơi cái thấy là lìa tướng thấy. Tức là chúng ta thấy mà những cái này không còn tướng nữa thì đó tức là pháp. Chỗ này là bắt đầu hơi bị rắc rối rồi. Bắt đầu hơi bị rắc rối. Cho nên học vô kinh Lăng Nghiêm mới càng lúc khiến cho chúng ta càng mới thấy cái lý luận của kinh Lăng Nghiêm nó gần giống như một bản luận hơn là kinh, gần giống bản luận hơn là kinh. Mà lý luận là rất là khúc chiết nếu chúng ta nghe kỹ. Ở đây nếu mà chúng ta chưa rõ thì chúng ta phải nghe lại. Nghe lại để chúng ta nắm bắt từng phần một, để Đức Phật nâng cái biết mình, mở cái biết mình càng lúc càng khế ứng với cái chỗ chân thật. Đức Phật mở từ từ. Bây giờ mà ở nơi đây có ai đủ cái tin rằng cái thấy mình không phải là nhân duyên chưa? Và cũng không phải là tự nhiên chưa? Chúng ta phải ở đây là Đức Phật muốn nói cho chúng ta để chúng ta có cái thấy thoát khỏi nhân duyên và tự nhiên nè. Thì chính bản thân chúng ta phải làm sao để mình thoát khỏi nhân duyên và thoát khỏi tự nhiên một lần. Chúng ta phải nhận ra được ở nơi mình nó không phải là do nhân duyên mà thấy, không phải do nhân duyên mà chúng ta nghe, cũng không phải nơi duyên âm thanh mà chúng ta được có cái nghe đó. Ta nói vậy là cái nghĩa này nó dễ lộ ra nè. Tức là không phải do âm thanh mà mình được nghe. Nếu mà nương âm thanh mà chúng ta nghe thì cái đó không phải là thật là đánh nghe của mình. Không phải do hình sắc mà mình được thấy, mà cái thấy mình là cái thấy. Cái hình sắc nó rớt trong đó thì nó tự hiện tướng của nó ra. Cái âm thanh nó rớt trong đó nó tự hiện nó ra, chứ không phải là do nó mà mình mới có cái biết. Chúng ta hiểu không? Tức là cái sự vật khi mà nó rớt xuống nước là nó bị ướt. Cái ướt là cái sẵn rồi. Ướt là cái vốn có rồi. Giống như ánh sáng mặt trời mọc ra rồi, mình ở trong tối tối hù, mình bước ra mặt trời mình bị nhiễm sáng bởi ánh sáng mặt trời, chứ không phải mà do có cái hình sắc mà mặt trời mới rọi tới để thấy hình sắc, không phải như vậy.
Chúng ta hiểu cái nghĩa nào? Chúng ta phải nắm bắt được cái nghĩa này để mình thấy rằng mình có cái gì nó không phải do nhân duyên trước đi. Cái nhân duyên thì nó dễ phá hơn. Tức là ở đây mình nó có một cái đang nghe đó đó, cái đang biết đó đó. Tất cả mọi cái đều rất trong chân trời nó là nó biết, mà nó không có phải là do những cái âm thanh này mà nó mới được nghe. Không phải như vậy. Và nó không phải nương cái tiếng thứ nhất để nó nghe được cái tiếng thứ hai, cũng không phải như vậy nữa. Nó là cái đang nghe rõ ràng. Đang nghe rõ ràng. Không phải do một cái điều kiện nào, không phải vì một cái lý do nào mà nó nghe. Và đó là cái vốn có, vốn đang hiện hữu như vậy. Đó, ý Đức Phật muốn chỉ cái hiện hữu không phải do nhân duyên. Bây giờ giả như cả trần gian này không có âm thanh nào, nó vẫn đang rõ nghe. Giả như trần gian này không có hình sắc nào, nó đang rõ biết. Thì không do hình sắc mà mình có cái thấy, không do âm thanh mà mình có cái nghe, thì Đức Phật mới gọi đó là cái tánh thấy, tánh nghe của chính mình. Cho nên hiểu đó là cái lý luận thứ nhất, là Đức Phật đã phá vỡ cái nhân duyên. Bây giờ cái tự nhiên là cái gì nó cố định, nó chỉ thấy hình sắc là nó chỉ thấy hình sắc thôi, nó không thể nghe được âm thanh. Cái tự nhiên, đã nói tới cái tự nhiên là nó là như vậy. Nó tự là như vậy thôi chứ không có thay đổi khác được. Bây giờ cái đó nó rõ biết được hình sắc, nó rõ biết được âm thanh, nó rõ biết được mùi vị, nó rõ biết được sự nóng lạnh, nó rõ biết được sự dao động trong tâm thức. Thì vậy nó không phải là tự nhiên, mà nó là một cái gì linh động để rõ biết tất cả mọi cái. Nó không phải là tự nhiên, nó cố định như vậy. Mà cái này là cái vận hành linh động. Mà ở trong bản kinh Pháp Hoa chúng tôi nói là cái gì? Là một cái sức sống mãnh liệt đang vận hành với một vận tốc bằng 1 tỷ ly thừa tỷ của vận tốc ánh sáng. Chứ không phải cái cố định chết cứng, không phải như vậy. Tự tánh chúng ta không phải là cái cố định chết cứng. Do mắt chúng ta không thấy được cái việc này, chúng ta cho rằng cái đó là chính là cái định là cái bất động, là chúng ta đang hiểu lầm. Giống như bây giờ chúng ta có thể nói với mọi người nông dân ở một cái vùng rất sâu là trái đất này nó đang quay, thì họ sẽ ôi sao ông nói dốc. Trái đất lại như quay, tôi làm ruộng mấy chục năm nay tôi có thấy nó nhúc nhích đâu. Với một người nông dân thì không bao giờ tin rằng trái đất chúng ta đang quay quanh mặt trời, đúng không? Và với người học Phật nghe cái định này có nghĩa là một cái bất động. Cho nên bây giờ nói tới cái sự vận hành của cái pháp giới tánh là nó vận hành nhanh bằng 1 tỷ ly thừa tỷ vận tốc ánh sáng là cũng không có ai có thể chấp nhận được. Tại vì giờ không có máy móc nào có thể đo được cái vận hành đó. Nhưng mà nếu không có vận hành đó thì không phải là pháp giới tánh. Tại vì không có vận hành đó thì khắp cái vũ trụ này không bao giờ có cái sức sống gì cả. Nếu nó là cái gì bất động thì cả cái vũ trụ này bất động ngay tại chỗ. Do có vận hành đó mà quả đất luôn quay quanh mặt trời. Do có vận hành đó mà hành tinh, hàng tinh, giải ngân hà chúng ta đang vận hành theo một cái dòng xoắn ốc đối số một cách đều đặn và trật tự như thế. Cho nên nếu nó không vận hành là không phải. Cho nên rất là nhiều người có một cái hiểu lầm cho rằng nó là bất động, thì chúng ta sẽ không hiểu được cái này. Vì vậy mà ở đây Đức Phật á, dạy cho chúng ta thấy được, để chúng ta phá vỡ cái tất cả tướng, cái thấy nơi hình sắc mà không hiện hình sắc nơi mình á, thì cái thấy đó là chúng ta thấy được pháp. Người nào đang nghe âm thanh mà âm thanh nó không hiện nơi cái màng nhĩ của mình thì lúc đó chúng ta nghe được pháp. Tức là lìa tất cả tướng là tất cả pháp. Lìa tất cả tướng là tất cả pháp. Tại sao trong cũng mọi cái thấy nghe chúng ta là phải như vậy? Tức là ngay nơi tướng mà chúng ta không. Nhưng mà nói như vậy á, nói như vậy rồi bắt đầu chúng ta bắt đầu công phu. Bắt đầu công phu. Bây giờ tôi nghe âm thanh là tôi không muốn trụ nơi âm thanh, thì là tất cả pháp. Tôi thấy tất cả hình sắc mà tôi không muốn trụ nơi hình sắc là tôi thấy pháp. Nếu chúng ta hiểu như vậy thì hiểu lầm điều Đức Phật dạy tiếp tục. Cho nên chúng ta cũng đọc trong Kinh Kim Cang, chúng con bày hiểu là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Thì chúng ta cũng thấy Đức Phật dạy là không nên trụ nơi sắc mà sanh tâm, không nên trụ nơi thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Cái giờ mình tu, cái mình mở mắt ra, cái mình thôi nhắm mắt lại đừng có thấy gì, mình thấy mình trụ đó. Bây giờ nghe cái thôi đừng có nghe, hoặc là cố nghe, cố nén mình làm sao mà đừng có nhớ gì tới âm thanh đó. Nghe là nghe thôi, mình gắn giữ mình ở cái chỗ nghe đó thôi. Như vậy cho là mình tu.
À, chúng ta đang dụng công cái kiểu đó. Từ tiếng chúng ta dụng công cái kiểu đó. À, dụng công như vậy nó hiểu lầm, đang hiểu lầm lời của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy là chúng ta có cái ly tất cả tướng, nhưng mà nó ở nơi tất cả pháp. Chúng ta hiểu không? Chứ không phải là chúng ta phải tu để chúng ta lìa tất cả tướng mới lộ tất cả pháp ra là sai. Có nghĩa là cái đó không phải nơi tất cả tướng này. Cái nghe chúng ta không phải là tất cả những âm thanh, gọi là ly tất cả tướng. Nhưng mà là tất cả âm thanh, vì nó nghe không sót âm thanh nào, nó thấy không sót hình sắc nào. Chúng ta hiểu câu nói này không? Chứ không phải là chúng ta lụng dụng công để chúng ta ly tất cả tướng. Mặc dù Đức Phật đang nói cái câu là ly tất cả phướng, ly tất cả tướng là tất cả pháp, tức là tất cả pháp. Thì mình nghe mà nói là vậy sướng quá rồi, bây giờ mình tu để mình lìa tướng, mình dụng công để mình lìa tướng, để mình là tất cả pháp, là chúng ta sẽ hiểu lầm ý của Phật ở chỗ này. Hay là dụng công hay không dụng công, nó khác nhau ở chỗ này. Và nếu chúng ta không có nhận rõ điều này, chúng ta sẽ tiếp tục dụng công. Ở đây chúng ta nói lại là Đức Phật đã khẳng định với chúng ta là có cái không phải tất cả tướng này, tức là ly tất cả tướng. Tức là bây giờ hồi nãy giờ mình nghe hết bao nhiêu âm thanh? Không có âm thanh nào nãy giờ mình không nghe. Mà bây giờ nếu dừng lại ngay đây là mình hoàn toàn không còn âm thanh nào tại đây nữa. Tức là mình ly tất cả âm thanh, đúng không? Rồi từ sáng giờ mình đi từ nhà mình tới đây là thấy rất là nhiều hình sắc, nhưng mà ngồi tại đây là những hình sắc đó cũng không còn. Tức là mình lìa tất cả tướng, đúng chưa? Thì là tức tất cả pháp. Lý do là mỗi âm thanh chúng ta đều nhận biết rõ ràng. Nếu mà không có mình thì âm thanh không thể hiện ra được. Tức là ở nơi pháp đó đã có mình. Có mình cho nên cái pháp đó hiện trong mình. Nếu là có nước rồi thì thải cái vật xuống đó, nó chìm hoặc nó nổi trong nước đó. Cái vật đó bị ướt hay là không ướt trong nước đó. Có nghĩa là Đức Phật muốn nói rằng chúng ta có cái mà lìa tất cả phương tướng, nhưng cái đó tức là tất cả pháp, chính là tất cả pháp. Do Đức Phật không phải là kêu mấy ông lìa hết các tướng để mấy ông nhận được tất cả pháp. Ở đây Đức Phật không có dạy điều đó. Và rất là nhiều người hiểu lầm ở chỗ này là bắt đầu tu. Chúng ta làm sao chúng ta thấy được cái của mình là hoàn toàn không dính gì tất cả tướng hết, nhưng mà nó chính là tất cả pháp đó, thì đó mới thật là mình. Nó thật là mình đó. Ý Đức Phật muốn chỉ như vậy. Mình không có phải là tất cả âm thanh này, nhưng mà chính những âm thanh này là mình. Chúng ta thông cảm nổi điều này không? Về lý luận là chúng ta phải hiểu tới cái tầng này đó. Chứ nếu không chúng ta sẽ hiểu lầm ý của Phật. Thì chúng ta bắt đầu dụng công á, về nhà là bắt đầu ngồi ghìm lại nha, bắt đầu là đóng bích lục căn lại, lục căn lại, nhắm mắt lại, nhét lỗ tai đừng cho nghe âm thanh, nhét lỗ mũi đừng cho nó thở để biết mùi, nhét cái họng để cho bích lại đừng có ăn luôn, cũng là đóng bích lục căn lại để bắt đầu tu để mình lìa tất cả tướng, lìa tất cả tướng. Đó, cho nên tôi gặp ở nhiều cái chỗ họ nghe kiểu đó, cái họ chế ra khỉ bịch lỗ tai, khỉ bịch cái lỗ mũi, khỉ bịch mắt tùm lum hết. Tức là đóng bích lục căn lại để lìa tất cả tướng, nhưng mà chúng ta đâu có lìa được đâu. Chúng ta còn thấy có lục căn để chúng ta đóng bích thì chúng ta đang còn chấp vào nơi tướng rõ ràng. Chứ đâu phải là chúng ta lìa tướng được. Ra ở đây Đức Phật chỉ cho chúng ta cái sự thật của mình là không dính gì với tất cả các tướng. Chúng ta nên hiểu như vậy. Và rõ ràng là mình hồi sáng tới giờ có dính gì cái âm thanh nào không? Đó là cái sự thật của mình. Sự thật của mình đang hay biết mà không dính âm thanh nào. Và cái sự thật của mình là rõ biết không còn sót âm thanh nào. Phải không? Chứ không phải là do chúng ta tu chúng ta mới có được cái này. Đức Phật không muốn nói cái chuyện đó. Đức Phật nói tụi bay phải tu làm sao để cho tụi bay có cái đó là không có. Đức Phật chưa bao giờ dạy điều này hết đó. Mà Đức Phật muốn chỉ được cái sự thật mình ở đây là từ hồi sáng tới giờ, từ nhỏ tới bây giờ luôn.
Từ lúc mà chúng ta còn tấm bé, chúng ta chưa học, chưa hiểu là chúng ta đã từng thấy, chúng ta đã từng nghe rồi. Nhưng mà chúng ta chưa từng dính lại ở bất kỳ một cái tướng nào trong trần gian này. Đó là cái sự thật mà Đức Phật muốn chỉ. Thì chúng ta phải nhận ra sự thật này. Chính sự thật này nó không dính với tất cả các tướng, mà nó rõ biết tất cả các tướng, không lầm lẫn, thì đó là tức tất cả pháp. Chúng ta nhận được chỗ này thì chúng ta mới có hiểu sâu bua ở bên trong của Kinh Lăng Nghiêm, chứ nếu không là cũng kẹt á. Chúng ta có thể thông cảm điều này được không? Tại vì á, bắt đầu chúng ta đi sâu, tức là chúng ta đã vượt qua nhân duyên, vượt qua tự nhiên rồi, thì buộc chúng ta phải nhận được điều này. Tại vì cái này là cái không phải nhân duyên mà cũng không phải cái tự nhiên. Thì nếu mà còn nằm trong tầng tâm thức thì chúng ta sẽ thấy rằng nó do nhân duyên hòa hợp. Nhưng mà nó đâu có, nó đã lìa tất cả tướng, tức là nó không phải là nhân duyên. Nó tức tất cả pháp, tức là nó không phải tự nhiên. Đây là một câu nói kết luận rất tuyệt vời của Đức Phật. Tức là cái đó ly tất cả tướng, tức là không phải nhân duyên. Tức tất cả pháp, tức là không phải tự nhiên. Chính là tánh thấy này. Đó là cái câu kết của Đức Phật trong cái đoạn này. Thì giờ là chúng ta phải nhận ra được cái ly tất cả tướng và tức tất cả pháp. Ly tất cả tướng, tức tất cả pháp, thì cái đó không phải là nhân duyên, cái đó không phải là tự nhiên. Bây giờ mình tu để được, mình dụng công để được, mình muốn cho mình lìa, muốn cho mình thoát gì đó, thì chúng ta vẫn còn ở trong nhân duyên và vẫn còn ở trong tự nhiên. Đây là lối lý luận mà của Đức Phật rất là, phải nói là Đức Phật lý luận rất là khéo. Còn nếu mà bây giờ mà mình dùng cái hiểu lầm, đem cái danh tướng hí luận ở thế gian mà dụng tâm phân biệt, như lấy tay mà chụp bắt hư không, tất cả chúng ta từ xưa giờ là giống như ngạ nan vậy. Phật nói không phải nhân duyên thì con cho nó là tự nhiên, Phật nói không phải tự nhiên thì nó là nhân duyên, nó không phải đúng thì nó phải là sai, nó không phải sai thì nó là đúng, chứ đâu có gì đâu. Trần gian này gần như kiếm cái khác hơn không thể được. Nhưng với đạo Phật thì không phải như vậy. Nó cũng không phải đúng mà không phải sai, không phải có mà không phải không, không phải chẳng có, không phải chẳng không. Nó không phải những cái đó, nhưng mà là tất cả những cái đó. Là tất cả những cái đó. Chúng ta chấp nhận được điều này không? Thì mới có khả năng mai mốt chúng ta tiếp được bản Kinh Lăng Nghiêm, chứ thôi là không tiếp nổi. Tới chỗ này chúng ta phải nhận cho được. Về mặt lý luận là chúng ta phải lý luận cho ra tới cái chuyện này. Trước mắt là chúng ta phải lý luận cho ra. Chứ nếu không là chúng ta phải vướng kẹt. Bây giờ á, mai mốt người ta có thể hỏi mình một câu, thì sẽ nói như thế nào? Một câu thôi là thoát khỏi nhân duyên, thoát khỏi tự nhiên. Một câu gọn như Đức Phật mới vừa nói hồi nãy đó. Ly tất cả tướng là tức tất cả pháp. Là sao? Tức là nó không, nếu nó ly tất cả tướng thì nó không phải là nhân duyên. Đã nhân duyên thì nó dính, không dính này, không dính cái kia. Nó đã duyên với nhau là nó phải dính. Mà này là ly tất cả tướng, tức là nó không phải là nhân duyên. Mà tức tất cả pháp thì không phải là tự nhiên. Tại vì á, tự nhiên là nó không có ở hôm nay, nó chỉ là một cái gì đó thôi. Còn đã là cái thứ hai rồi là không phải tự nhiên nữa. Còn này tất cả dạng pháp trong trần gian này luôn, chứ không phải là hai cái. Đều là cái ấy. Đều là cái ấy thì nó không phải là tự nhiên. Đó. Một câu nói hết sức gọn của Đức Phật, mà Đức Phật định nghĩa được cái thật, chân thật của chính mình, nó không phải là nhân duyên, không phải là tự nhiên. Để cái chỗ mà Đức Phật muốn chỉ dạy chúng ta, thì hôm nay chắc lẽ là chúng ta sẽ dừng cái buổi nói chuyện ngang đây. Hiện là mùng 1 tháng 5 chúng ta sẽ gặp lại tiếp. Tại vì mỗi một cái đoạn chúng ta chỉ giữ được một cái điều hết sức nồng cốt, nó là đủ rồi. Tức là mỗi một thời học chúng ta nên biết một cái đoạn hết sức nồng cốt này. Và chúng ta phải chiêm nghiệm để chúng ta thấu thoát được cái lìa nhân duyên và lìa tự nhiên của chính mình là đủ. Làm sao mà từ đây tới mùng 1 tháng 5 chúng ta sẽ là những người thấu thoát được. Chúng ta nhận ra được cái sự thật này. Chứ nếu không là mình sẽ học Phật rất là mất thời gian, và có khi là lỡ hết cuộc đời này. Cái này mà chúng ta không rõ ràng, nó mất hết cả cuộc đời của mình thật sự. Rồi mình tiếp tục được gửi trở lại đây tiếp.
không biết trở lại đây hay là xuống dưới kia nữa không chừng. Nó khổ lắm. Nếu mà lần sau mà chúng ta còn có cái duyên lành để tới đây để tiếp tục học cái đạo lý này cho xong á thì cũng là phước báo của mình lắm. Nhưng không biết là có được trở lại ngang đây hay không mới là sợ. Cho nên thôi thì trong đời này chúng ta có cái duyên là chúng ta phải phá vỡ ngay tại đây. Chúng ta phải rõ biết cái sự thật ngay tại đây. Thì nó sẽ không có cực trở lại nữa. Nhưng làm một đời cố gắng cho nó xong. Phải giải quyết xong trong đời này, chúng ta phải hạ cái quyết tâm đó. Mà bản kênh Lan Nghiêm này từng cái lối lý luận nhỏ của Đức Phật, Đức Phật phá rất hết. Tức là về sau chúng ta mới thấy rằng Đức Phật sẽ phá từng mãi mai một trong lục căn của chúng ta. Tức là Đức Phật sẽ phá tất cả những cái lục căn tiếp xúc với lục trần, cũng không phải nhân duyên, không phải tự nhiên nữa. Và khi lục căn lục trần không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, rồi tất cả dạng pháp không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, rồi đất nước gió lửa không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, là lần lần chúng ta sẽ đi vào một loạt cái nhân không phải nhân duyên, không phải tự nhiên đó, để chúng ta thấy rằng vạn pháp trần gian này rõ ràng không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, chứ không phải là cái tánh thấy mình không phải nhân duyên, không phải tự nhiên đâu, mà tất cả mọi cái đều không phải là nhân duyên, không phải tự nhiên luôn. Cái mà âm thanh đang phát ra cũng không phải là nhân duyên, không phải là tự nhiên nữa. Thì vậy là chúng ta vừa nhận được cái tự tánh chân thật không phải nhân duyên và không phải tự nhiên. Và chúng ta phải phá hết tất cả, chúng ta phải thấy hết trọn vẹn tất cả những cái pháp trong vũ trụ này không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, thì cái thấy chúng ta mới tròn. Cho nên nếu chúng ta thấy cái tánh thấy không phải nhân duyên, không phải tự nhiên là cái thấy chúng ta cũng chưa có hết. Thì học Lăng Nghiêm chúng ta sẽ bước những cái bước đó. Cho nên là nếu chúng ta đã chấp nhận đi vào con đường chuyên môn của Phật Đạo thì đây là một trong những bản kinh thật sự chuyên môn, là một bản kinh quá chuyên môn. Chỉ có những người có cái tâm quyết tu tập, dành cho những người có cái tâm quyết tu tập, muốn phá vỡ cái lòng mê sinh tử trong đời này của chính mình, thì học Lăng Nghiêm mới có một cái tí hứng khởi. Chứ nếu không là rất là chán, tại vì đây là một bản kinh hết sức khô, hết sức khô. Toàn là nói những cái chuyện mà nó không phải một cộng với một, không phải là hai, một cộng với một nó là một tỷ lần. Không phải là hai nữa, rất là khiến cho mình rất là khó nghe. Mình nghe từ xưa giờ quen rồi. Một với một là hai, không trắng thì đen, không đen trắng, như mày này cũng phải đen, không phải trắng, mà không phải không đen, không phải không trắng nữa. Mới là cái chuyện khó nghe. Nếu mà nghe kinh điển đại thừa mà chúng ta nghe được cái lối lý luận đó rồi á, thì chúng ta mới hiểu được cái không gian ba chiều, bốn chiều là cái gì. Chúng ta sẽ hiểu ra, không cần quái qua trường lớp nào. Còn chúng ta thì một là phải, hai là quấy, tức là cái không gian chúng ta chỉ còn, cái não bộ chúng ta chỉ hoạt động có hai chiều. Nhưng mà cái sự thật của mình là nó ngàn muôn chiều chứ không phải là hai chiều. Và đó là cái mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay. Tức là chúng ta sẽ ngưng cái buổi nói chuyện. Thì còn lại thời gian quý vị có thể được trao đổi những cái thắc mắc. Một là những cái thắc mắc trong cái bản kinh Lăng Nghiêm này. Hai là chúng ta có thể thắc mắc gì trong cái công phu tu tập đó, thì quý vị được quyền đặt câu hỏi. Có thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì chúng ta sẽ nghỉ ha. Rồi mời quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thể Pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng phương trí vô cùng thể nguyện tu Như Lai vô